là ngày xưa lúc mới yêu chồng cái này chồng cái kia mà sao bây giờ về chồng lại không như vậy nữa. Thế xong chồng con mới trả lời con một câu là thế vợ đã thấy ai mà câu được cá rồi lại bỏ thêm mồi vào miệng cá chưa? Đó, nói với con một câu như vậy luôn. Đến lúc ấy ngồi nhìn thì con để ý vợ thấy xinh quá nhưng mà xin số điện thoại thì lại không được. Thế là sao lại không được? Thì lúc ấy thì có thể là bạn ấy chảnh mà không cho. Không cho được, tự nhiên ngồi ăn xin là ai cho. Quyết định quả này là phải chốt đơn luôn, không giống như các bạn gái cũ của mình. Rồi, xin chào hai bạn. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Vũ Thị Trang, năm nay con 29 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Trang, con dạ, con? À, còn con là Nguyễn Hải Long ạ, năm 1991 và con đến từ Hà Nội ạ. À, con làm gì Long? Dạ, vợ chồng con là kinh doanh ship đồ ăn online ạ. Tụi con ship đồ ăn đúng không? Dạ. Là gồm những đồ gì? Tại vì là đồ ăn mình biết cái này để mốt mình có ra Hà Nội á là mình phải điện thoại đến cho hai bạn này. Dạ, đồ bọn con ship thì là chủ yếu về các món cơm mì miến á và các món đồ nhậu, đồ ăn vặt và các cái món mà bên con được khách hàng yêu thích nhất là món xôi chim. Thì rất là mong có khi nào có dịp cô chú có dịp ra Hà Nội thì xôi chim. Dạ, xôi chim ạ, xôi chim trứng non ạ. Ủa, quán của con tên là cô gì ăn vậy? Xôi chim. Dạ, quán của con là ship đồ ăn đêm Trang Béo ạ. Trang Béo. Dạ, con vâng. Có béo đâu mà sao đặt tên là Trang Béo. Con cũng xinh hơi nhiều bé một chút cho nên lúc nào mọi người gặp cũng trong trạng thái là rất là béo. Ồ, vậy là mấy cháu rồi kìa, xinh hơi nhiều cháu một chút rồi. Con mới sinh có 4 ạ. Trời ơi. Cái gì? 4 dạ. Cháu rồi đó, 4 bé bốn rồi đó. Trời ơi, không tin luôn. Ôi không tin luôn á Long ơi. Vâng ạ. Con ngưỡng mộ vợ con không? Dạ có ạ. À, cô ngưỡng mộ quá luôn á, cái phọt này mà phọt 4 con dễ sợ. Ôi như vậy là tụi con lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ, tụi con lấy nhau được hơn 10 năm rồi ạ. À. Mới kỷ niệm 10 năm ngày cưới hồi tháng 7 ạ. Thôi bây giờ quay trở ngược lại thời gian của hơn 10 năm trước. Hai đứa làm sao mà gặp nhau nè. Rồi lần đầu tiên gặp thì có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, hôm đấy là hôm Trung Thu ngày năm 2013 ạ. Thì là bọn con có đi ăn cháo ở chỗ cháo sườn Phan Đình Phùng, số 1 Phan Đình Phùng ạ. Thì hôm đấy quán rất là đông. Đến bọn con ngồi trước thì quán hết bàn. Vội bạn vợ con là 4 người đến thì lại không còn bàn để ngồi nữa, 4 người con gái. Thế mới ghép vào chung bàn với cả ba anh em con là ba anh em trai đi ngồi ăn với nhau. Thế đến lúc đấy ngồi nhìn thì con để ý vợ thấy xinh quá nhưng mà xin số điện thoại thì lại không được. Thế là sao lại không được? Thì lúc ấy thì có thể là bạn ấy chảnh bạn không cho. Sao cho được, tự nhiên ngồi ăn xin là ai cho? Ba con ha. Dạ. Nhưng mà rất may con lại có đi cùng một người anh, anh vào thôi để đấy để anh xử lý. Thì anh ấy sau khi ăn uống xong anh ấy đi thanh toán hết, xong rồi anh ấy xin được số điện thoại của bạn vợ con. Thế là có Facebook. Thế là con mới từ Facebook của bạn vợ con mới mò ngồi lọ mọ tìm, bắt đầu thấy Facebook của vợ con. Và cũng tán tỉnh mất khoảng độ một thời gian khoảng 1-2 tháng. Còn con thì sao, lúc mà ngồi ăn có để ý gì tới bạn này không? Dạ thật ra hôm đấy con ngồi ăn thì con cũng ngồi gấp trong cùng ấy, con cũng không có để ý gì nhiều. Chỉ đến cái lúc mà anh xin số, chồng con xin số thì con mới ngẩng lên con nhìn bảo ủa sao tự nhiên lại vừa mới ngồi ăn lại xin số thì con mới không đồng ý cho. Nhưng mà về không hiểu là tìm kiểu gì mà vài hôm sau đã tìm ra Facebook và các bạn Facebook rồi. Mà lúc đấy là phải chơi bài là mời bạn vợ con. Sau đó là thì hội chị em đi đâu thì cũng hay rủ nhau đi cùng. Thế bắt đầu mới đi. Chết cái lần đó con bỏ vốn hơi nhiều á, đúng không? Bỏ công sức là cũng xuống vốn nhiều hơi nhiều đấy. Đi một lần đi 4 cô như thế thì cũng mệt đấy nhỉ. Vâng. Cái lần đó là đi đâu? À, lần đấy là đi ăn xong rồi có lên một quán bar rượu ạ. À, chiều chiều đúng không? Con có bị chuốc rượu không? Con có bị chuốc rượu không? À cái này thì không ạ, bởi vì là thật ra thì quê con ở Sơn La. Cho nên là con cũng uống được chút đỉnh. Còn như chồng con là không biết uống rượu. Không biết. Nhưng mà là vẫn đi. Dạ vâng. Như vậy có ý đồ. Nhưng mà sao cái bữa đó con thấy ảnh như thế nào? Thật ra thì lúc mà mới bắt đầu quen và nhận lời yêu ấy thì lúc đấy là cái ấn tượng đầu tiên của con đối với chồng con là lúc đấy thấy rất là đẹp trai. Và sau khi mình bắt đầu mình làm quen, mình tìm hiểu thì cũng thấy chồng mình là một người rất là thông minh. Nhưng mà kể từ cái lúc mà chiêu chiêu đó, đi uống rượu đó, thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức coi như là quen nhau rồi có về chung nhà với nhau trước khi cưới không? Sau hôm đi uống rượu đấy thì con không nhớ là bao lâu, nhưng mà chính thức yêu là ngày 19 tháng 10 năm 2013. Thì tính từ Trung Thu đến chắc khoảng độ 2 tháng, hơn 2 tháng gì đấy. Khi yêu được khoảng độ 1 tháng thì cũng về chung nhà ở với nhau luôn. Khi mà bọn con mới quen ý, mới quen được 1 tháng thì chồng con cũng có làm một cuộc cách mạng ở nhà. Đó chính là lúc đấy là mới, con nhớ là mới quen được cỡ khoảng 1 tháng. Thì là chồng con đã về nhà nói chuyện với cả ba mẹ chồng con là đòi cưới. Đòi muốn cưới luôn, muốn cưới luôn ngay. Nhưng mà lúc đấy ba mẹ con cũng bảo là lúc mới yêu cũng có nghĩa là mình cũng hai vợ chồng chỉ mới quen nhau thôi, cho nên là hồi đầu ba mẹ cũng chưa đồng ý. Cho
Thế là hôm đấy là con nhớ là chồng con đã bế con chó để bỏ nhà ra đi, đi sang phòng trọ con. Hôm đấy vừa mua một con chó về xong thì là về xin ba mẹ cưới, nhưng mà ba mẹ chưa đồng ý. Dạ vâng, bà bỏ nhà ra đi luôn. Rút áo ra đi luôn. Đi ra phòng trọ nhà vợ luôn. Dạ vâng. Nhưng mà lúc đấy con thấy tự nhiên bế chó sang, mở cửa ra con thấy bế chó sang, con rất bất ngờ, bảo ủa sao tự nhiên lại bế chó sang đây, bởi vì phòng trọ con cũng không hơi nhỏ ấy. Cho em bế chó sang. Hai đứa đúng không? Đợt đấy là con đang ở với bạn con. Thì đó, ở hai đứa bạn. Dạ vâng, con đang ở với bạn con. Thì về sang thì mới kể lại câu chuyện là bây giờ về xin ba mẹ cưới nhưng ba mẹ không cho cưới, thôi ôm chó đi sẵn bỏ đi. Lúc đấy con cũng rất là bất ngờ. Thế con bảo là thôi không, con cũng khuyên ý, bảo thôi anh đừng có như vậy. Tự nhiên bây giờ mình cũng mới quen ý. Mà thật sự là lúc đấy con cũng chưa sẵn sàng. Bảo là nếu như mà cưới luôn thì thật sự là con cũng chưa có sẵn sàng. Thì cũng khuyên chồng con là thôi đi về, anh đi về đi. Thưa không, bây giờ bỏ nhà ra đi như thế này thì nhỡ mai ba mẹ càng ghét em sao. Cho nên là có cái gì thì cũng phải bình tĩnh nói, bởi vì thật sự là chồng con nhiều lúc cũng hơi nóng vội một chút xíu. Đây là khổ nhục kế đó. Tại vì con ở Hà Nội thì con cũng khá là nhiều bạn gái, nhưng mà chưa quen bạn gái nào ở tỉnh cả. Và khi lại thấy được một vợ con là người ở tỉnh và bố mẹ cũng làm nông. Thành ra con thấy cái sự chăm chỉ này, rồi không ngại khó, rất là ngoan ngoãn. Thế là con quyết định quả này là phải chốt đơn luôn, không giống như các bạn gái cũ của mình. Thực ra là cái đấy cũng là một phần thôi, một phần vì vợ ông quá xinh. Cái đâm ra là bằng mọi cách là phải hốt ngay thôi, chứ không thì ông bà mình là cưới vợ cưới liền tay chứ không đùa. Từ lúc mà các con quen nhau cho đến lúc cưới thì nó có cái giai đoạn nào khó khăn không? Dạ, có. Cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất đối với bọn con thì chắc là khoảng thời gian mới cưới xong. Bởi vì lúc đấy là hai vợ chồng không còn một công việc gì nữa, và lúc đấy con lại đang bầu bé đầu tiên. Hai vợ chồng không có việc gì, chắc là phải đến khoảng tầm 3 tháng gì đấy, thì lúc đó thì con với nhờ ông bà ngoại làm vay cho vợ chồng con tiền. Thì là ông bà ngoại có đi vay cho vợ chồng con 100 triệu để hai vợ chồng con về khởi nghiệp đấy. Dạ vâng. Thì lúc đấy là bọn con bắt đầu khởi nghiệp với cái nghề hàng ăn. Nhưng mà cũng chưa bán cái ship luôn ạ, mà là lúc đấy là bọn con mở một cái quán lẩu Thái ở ngay đầu ngõ. Thì cũng chỉ mở được khoảng tầm hơn một năm thôi, thì là cũng bị là chủ nhà đòi lại đất. Thế là lại thất nghiệp tiếp. Thì lúc đó là con em bé đầu của con nhớ là mới được khoảng tầm 3 tháng thôi. Thì đã thất nghiệp tiếp rồi. Thất nghiệp mất khoảng tầm hai tháng gì đấy, thì bọn con mới có ý tưởng là bắt đầu mở cái ship đồ ăn và làm tại nhà. Thì lúc đấy thì từ đấy đến bây giờ là trộm vía thì với cũng từ lúc bán đúng cái không? Dạ vâng, với gọi là ổn định ạ. Nhưng mà cái gọi là cái đầu bếp chính mà để những món ăn đó là ai, con? Dạ, hay chồng? Là con ạ. Vợ con. Giỏi quá. Và con nhớ cái ngày đầu tiên khi hai vợ chồng bắt đầu quyết định làm cái ship đấy, là lúc đấy bọn con có tích được một chỉ vàng cái ngày vía thần tài ạ. Thì hai vợ chồng với dẫn nhau đi bán cái chỉ vàng đấy, đi vét hết tất cả những cái đồng tiền lẻ còn lại ở nhà ấy, thì để đi chợ để khởi nghiệp. Và con cứ nhớ có một cái kỷ niệm mà con không bao giờ con có thể quên được, đấy chính là khi mà không sao đâu con cứ để cảm xúc. Dạ. Khi mà bán cái chỉ vàng đầu tiên này đi thì việc đầu tiên là đi mua cho con gái một bộ quần áo đã. Trời ơi. Sau đó là lấy tiền để đi chợ và nhập thức ăn về và bắt đầu bán hàng. Cái món đầu tiên mà tụi con bán là món gì? Bọn con bán cơm ạ. Món đầu tiên là món cơm sườn chua ngọt. Cơm sườn chua ngọt. Dạ, ngày đầu thì là mới khởi nghiệp thì là con là người nấu, chồng con là người đi ship. Con ở nhà nhận đơn xong rồi nấu. Cả mẹ chồng con nữa. Cái ngày đấy đột đầu là mẹ chồng con cũng làm cùng con. Ngày đầu cũng chưa có nhiều đơn ạ. Ngày đầu khi mới làm thì cũng chỉ có 10-15 đơn một ngày thôi. Mà mình cũng phải thức đến đêm ạ. Tại vì là con bán đêm là chủ yếu mà. Cho nên là ngày đầu khi mà con làm thì em bé đầu tiên là vất vả nhất, bởi vì là phải cùng mẹ, cùng ba mẹ khởi nghiệp, lúc nào cũng phải thức đêm. Con nhớ có những cái đêm mà chồng con đi ship hàng ấy, mà em bé bị ốm ấy, thế là một tay con phải bế em bé và một tay làm đơn cho khách. Nói chung là thời gian đầu cũng rất là vất vả. Được khoảng nửa năm thì công việc bắt đầu phát triển một cách kinh khủng luôn. Tại thời điểm đấy cũng rất ít người làm cái nghề này. Thì được một năm thì con đã đi mua chiếc xe ô tô đầu tiên rồi. Sau đó là từ đấy công việc vẫn cứ rất là thuận lợi, mà nó bùng lên và nhiều khi mình còn cảm thấy áp lực đến nỗi mình không làm nổi. Xong rồi nhưng mà mình cứ cố gắng dần dần. Thì đến năm 2019 đã mua tặng cho vợ một chiếc Mercedes S400. Trời ơi. Quá rồi. Thích ra mua để tặng cho vợ luôn. Công việc nó được phát triển quá mà hai vợ chồng cũng rất là may mắn.
là được ông bà hai bên cùng đồng hành để giúp đỡ hai vợ chồng trong công việc, là ông bà cũng giúp giúp trong công việc này, và ông bà giúp, quan trọng nhất là ông bà còn giúp trông cháu nữa. Đúng rồi. Chứ nếu mà thật sự là không có hai ông bà giúp đỡ trông cháu thì chắc là hai vợ chồng con không không đẻ được nhiều như vậy. Bây giờ mình sang cái gọi là cái trang mà gọi là khi bắt đầu tụi con về sống chung với nhau á, thì là có những cái tính tình nào mà bắt đầu con vỡ òa ra? Chồng con cũng có thay đổi ạ. Đấy. Nó không được lãng mạn như lúc mới yêu nữa. Đấy. Thì con cũng có hỏi là thế đấy. Tại sao mà ngày xưa lúc mới yêu chồng thế này chồng thế kia mà sao bây giờ về chồng lại không như vậy nữa? Thế xong chồng con mới trả lời con một câu là thế vợ đã thấy ai mà câu được cá rồi lại bỏ thêm mồi vào miệng cá chưa? Đó, nói với con một câu như vậy luôn. Đó. Đấy thì cho nên là con cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Đó, cụ thể là những cái gì nè? Ví dụ như là lúc mà mới yêu mới cưới thì gặp vào ngày sinh nhật con ấy thì chồng con kiểu trải nến khắp phòng. Lúc mới cưới thì là lúc mới cưới đó, chồng vợ đang nói lúc mới cưới là chồng vẫn lãng mạn mà, chứ vợ đâu có bảo lúc vừa mới cưới xong là chồng hết lãng mạn đâu. Thực ra lúc đấy thì không có tiền mua cái quà gì cả thì đành phải chọn phương pháp nó nhẹ nhàng hơn, còn sau này thì có rồi thì bắt đầu mới tặng xe tặng xiếc rồi quà như thế này. Vợ con lại thích lãng mạn. Có ghen bây giờ có ghen. Có ghen tuông không? Vợ xinh này có ghen không? Có. Ông mà nói không một phát là tôi khui ra ngay đấy. Thật ra hai vợ chồng con công việc là ở nhà, cho nên là con cũng ở nhà suốt ngày. Đôi khi là không có cái chuyện gì để có thể ghen được, nhưng mà cứ kiểu nói bóng nói gió vậy thôi. Căn bản là tại vì cũng ở nhà với nhau suốt rồi, chứ nếu thử hai vợ chồng mà hai công việc khác nhau xong rồi thì là mà vợ lại phải có bạn bè đồng nghiệp mà đi giao lưu là sẽ ghen ác luôn đấy. Chết giờ đấy chứ mày. Đây là chỉ là ở nhà với nhau suốt ngày thì chẳng có gì thì cứ trêu trêu một tí thôi cho đỡ buồn. Giờ con mong muốn Long có thay đổi điều gì nè? Thật ra thì đối với con bây giờ thì cuộc sống nó cũng trộm vía khá là viên mãn rồi ạ. Cho nên là con cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng mà con cũng chỉ có một cái mong ước là bởi vì thật sự con rất tính con rất là xến xúa luôn. Rồi con cũng rất là thích kiểu tình cảm mà rất là kiểu bất ngờ. Thì chỉ mong là sau chương trình này thì chồng con về thì sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút. Bởi vì thật ra là tính của chồng con ấy là một người cũng rất là tình cảm, nhưng mà không biết cách thể hiện ra bên ngoài. Cho nên nhiều khi mà không thể hiện thì người ta không thể biết được. Nên là con cũng chỉ mong là chồng con sẽ thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều một chút. Thế bây giờ tới Long nè. Dạ. Cô ấy có những cái tật nào? Vợ con thì có tật xấu là đi đâu thì cũng chuẩn bị hơi lâu cho mọi người phải chờ. Tật xấu thứ hai là thích đọc truyện ngôn tình, mà đọc nhiều khi đọc mải mê, đọc quên cả ngủ luôn. Những cái chuyện đấy con đọc thấy nó hơi bị xên xúa. Bà mê ngôn tình bởi vì tất cả những cái ước muốn của bà là hoàn toàn rất là hợp lý. Ồ, nhưng mà cái đó đâu có xếp vô cái tật xấu được đâu con. Eo bây giờ mà tìm được cái người mà cái mê đọc đó là hơi bị hiếm đó nha con. Có ghen con không? À có, ghen nhiều. Ghen nhiều chứ đấy. Ủa nhưng mà Long cũng ở nhà không à? Long nó có đi ra ngoài không? À chồng con thì sẽ đi ra ngoài nhiều hơn con ạ. Bởi vì là trong công việc của con ý, con chủ yếu là ở trong bếp và vận hành các bạn bán hàng. Và con là người bán hàng. Nhưng mà chồng con thì sẽ phải đi ra ngoài để giao lưu. Không ạ, bây giờ thì không phải đi ship nữa ạ. Nhưng mà bây giờ sẽ phải đi ra ngoài để đi giao lưu. Ví dụ như là đi giao lưu với những cái đội ngũ bếp này, hoặc là đi giao lưu với những cái người, các thầy, thầy giáo kiểu dạy về quảng cáo ấy ạ. Thì để về giúp đỡ con trong công việc thì đương nhiên là con cũng có ghen ạ. Và con nghĩ là chắc là con sẽ ghen hơn chồng con ạ. Mà con nhận luôn, con tự nhận luôn ạ. Thế nhưng mà vợ con nó có hoang phí không? Có sắm sửa nhiều thứ mà nhiều khi không mặc đến không? Nhờ đến ạ. Thế thì đúng là mua bán vô tội vạ, mà có những tủ quần áo đến 3 cái tủ quần áo nhưng mà đấy, cái đấy là tay mắc luôn. Nhưng mà lúc nào cũng la làng lên là tôi không có gì để mặc. Không có gì để mặc. Nào bảo đấy. Thì bây giờ con muốn là Trang nó thay đổi cái gì? Con mong ước vợ con thay đổi điều gì? Thôi nhưng mà cũng được, làm được thì mua quần áo cũng được. Bây giờ vợ con giờ con nghĩ là hoàn hảo rồi. Thì bớt ghen đi một tí thì được ạ. Thôi bây giờ hôm nay đến với chương trình này thì các con có điều gì gửi đến bố mẹ hai bên hay không? Đó. Vâng ạ. Nhân cái sự kiện này thì hôm nay nhân dịp được tham gia chương trình Vợ Chồng Son thì con rất là, trước tiên là con rất là cảm ơn cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận đã cho con cái cơ hội để được nói cái lời cảm ơn chân thành nhất. Và con xin gửi lời cảm ơn từ tận trái tim của con, từ tận tấm lòng của con đến bố mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội, ông bà hai bên, và đã giúp cho vợ chồng con rất là nhiều, giúp đỡ vợ chồng con rất là nhiều trong cái khoảng thời gian bọn con khởi nghiệp rất là khó khăn. Và lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên bọn con để cho bọn con cố gắng, cùng nhau cố gắng để phát triển trong công việc ạ. Con cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ hai bên rất là nhiều ạ. Con cảm ơn bà ạ. Cô thấy nha, tụi con á, 10 năm rồi đúng không? Dạ. Mà thật luôn là khi tụi con xuất hiện á, cô tưởng là tụi con chỉ là mới cưới thôi đó. Và thực ra đây cũng là một cái
một cái tấm gọi là giống như là một cái mô hình vợ chồng mà nhiều bạn trẻ là mình cứ nhìn vào đây để mà mình thấy rằng thực sự đã có những lúc các bạn này khó khăn, gọi là tính tận cùng của khó khăn luôn, mà rõ ràng là các bạn vẫn kiên trì và vẫn gọi là làm lại, vẫn cố gắng là vực lên để rồi cuối cùng bây giờ mình thành công như thế này. À, bên cạnh đó là nếu như trong một cái gia đình mà hai bên nội ngoại mà đầm ấm sum vầy á, và hết lòng với các con các cháu như thế này, thì cái chuyện mà thành công là cái chuyện mà hoàn toàn là chắc chắn. Rồi, xin cảm ơn Long với Trang rất nhiều nha. Tóc ngắn mà bé tí rồi đứng đầu tới dài em. À, thứ nhất là anh nhậu rất là nhiều. Thứ hai là anh làm biếng. Thứ ba là anh ở dơ. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Đỗ Thanh Giang. Em năm nay 30 tuổi, hiện em đang làm nhân viên điện lực. Chà, chắc cái nhà không bao giờ cây đèn mà nó bị dơ đúng không? Dạ, nhà gì cao quá, ông đứng không lao đó là hết dơ rồi. Em lao vòng vòng nhà không, còn nhà em ít lao lắm, vợ em lao. Rồi để cho bà vợ thiếu thứ tất đi lao bóng đèn. Ta bên điện lực mà, ta lo phần chiếu sáng thôi. À, tại lao nhà hàng xóm mình có tiền, còn lao nhà mình không có tiền nên để cho bà làm. Thôi còn em. Dạ, em tên là Xuân Mai. Năm nay em 26 tuổi và em đang là giáo viên tiểu học. Rồi, Giang với Mai. Nghe ngộ ngộ ha. Giang ngộ ngộ quá. Ngộ thiệt. Tôi thề với hai bạn luôn, tôi không có ý gì nha. Rồi. Thôi bây giờ không nói tới tên nữa nha. Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào? Hai chồng em quen nhau trong trường hợp là ảnh tới phòng trọ của em, ảnh tìm bạn của ảnh để rủ bạn ảnh đi ăn. Ảnh tới mà ảnh cứ đập cửa ầm ầm rồi cứ mai mai. Cái em cũng đi xuống mở cửa rồi bước ra thấy anh này cao đứng trình hình trước cửa. Trình hình trước cửa. Mai là ai? Mai là tên bạn là em. Có một cô tên Mai đúng không? Dạ không. Chị bạn đó tên khác, còn em là tên Mai. Sao lại kêu Mai? Dạ tại lúc em xuống em định là rủ bạn em đi ăn tối. Nhưng mà xuống phòng á thì bạn em nói bạn em có công việc ra ngoài rồi, có hai bạn mới dọn về ở chung cũng xinh gái lắm ấy, là Mai cho vô rủ mấy bạn đó ra quán trước đi rồi mình về. Xong rồi em mới hỏi không biết gì hết sao vô gọi ai dám mở cửa. Cái bạn em mới nói thì không sao đâu, nãy nói rồi bạn tin Mai cứ vô kêu Mai là bạn mở cửa. Em vô em cũng làm liều luôn, em cũng kêu Mai. Xong rồi mở cửa ra em thấy vợ em mặc nguyên bộ đồ bộ màu xanh chấm bi trắng nữa, mà hết tóc ngắn mà bé tí rồi đứng đâu tới dài. Em nói trời lỡ kêu rồi vợ mới không lẽ đi về xong không được dán vòng luôn. Cái bạn ra hỏi có gì không anh, cái nói nãy rủ bạn đi ăn là bạn nói đi trước ra quán rồi chút bạn về em ghé. Xong rồi bạn cũng nhìn chút cái cũng gật đầu xong vô thay đồ đi em ra quán. Xong rồi ra quán ăn á, bạn cứ lúc mà về sau này hỏi vợ nói vụ hồi đó quen nhiều người lắm ha, sao thấy ga lăng dữ. Thấy gấp đồ ăn cho mấy bạn nữ đồ gấp nhiệt tình dữ ạ. Nhưng mà tới lúc mà về cưới nhau em mới nói đó không phải nhiệt tình, không phải ga lăng, nhưng mà những cái em ăn không được em gấp cho vợ. Xong rồi còn những cái mà em thích á để lại để em gấp cho em chứ đợi mấy người đó gấp hết. Nhưng rồi vợ không biết, vợ cứ nói là em ga lăng. Dạ xúc động quá. Chưa cưới vợ cứ tưởng ga lăng như không phải. Cho nên là hình ảnh của ảnh trong em đẹp lắm phải không? Đẹp lắm. Ga lăng quá mà. Rồi, có phải là do chính hành động ga lăng đó với lại cái hình dáng cao to của anh ấy mà em đã phải lòng anh ấy không? Lần đầu tiên khi mà gặp ảnh thì em cũng không có ấn tượng gì, em ấn tượng ảnh cao to thôi. Còn lúc đó thì em cũng đang có bạn theo đuổi nên em không có chú ý tới ảnh nhiều. Rồi nào mới chú ý? Lúc đó là vợ em mới ra trường mà chưa có công việc. Bữa đó mới rủ vợ em đi ăn. Nói giờ đi ăn với mấy ông anh cũng có người làm mình giáo dục rồi hỏi hồ sơ làm sao đặng xin việc làm cho anh dễ. Bạn thì mới ra trường nên nghe vậy cũng đi theo đặng tìm cơ hội xin việc làm. Cái đó là ảnh dụ em á. Đi theo nhưng mà hồi tới rồi lên tỏ là toàn là thầy thể dục rồi không. Chơi đá banh đồ chung với mấy thầy thể dục rồi rủ mấy thầy thể dục đi ăn tối. Vũ. Anh nói thể lên lắm. Tại vì hôm nãy giờ xin vô đi dạy thể dục. Dạ, nghĩ trong lòng thôi rồi bị dụ rồi mà thôi.
chịu đi. Mà cuối cùng là chính thức yêu nhau là bao lâu? Sau khi mà biết nhau khoảng 2-3 tháng thì tụi em bắt đầu quen nhau. Em gục trước anh hay là anh ảnh gục trước em? Ảnh rất là dẻo miệng chị. Nên là em gục trước. Em trước à? Dạ. Em. Lần đầu tiên ảnh chở em đi chơi mà ảnh dụ em nào bóc trái cây xong rồi đút cho em ăn, nói ngon ngọt lắm. Xong rồi trên đường về thì trời mưa mà cái ảnh nắm tay. Trời ơi. Mọi cho nắm không? Dạ có. Rồi, cưới nhau về rồi. Dạ. Có những cái gì vỡ mộng không? Dạ có, nhiều lắm. Thứ nhất là ảnh nhậu rất là nhiều. Thứ hai là ảnh làm biếng. Thứ ba là ảnh ở dơ. Làm biếng với ở dơ nó là gần gần nhau đó. Dạ. Rồi. Thứ tư là ảnh vô tâm luôn. Là sao? Lúc yêu thì ảnh rất là lãng mạn. Khi cưới là ảnh quên hết trơn. Sinh nhật bỏ đi nhậu luôn, kỷ niệm ngày cưới thì cũng quên hết, không có nói năng gì hết. Ngày lễ tình nhân sao? Tình nhân thì trước mấy bữa thì em phải nhắc nhở, xong rồi em mặc rầu rượi rượi thì mới có quà, còn không chắc cũng quên mất. Rồi trong cái chuyện mà các bạn gần gũi nhau đó, có khi nào nhắc khéo không? Thì mỗi lần muốn gần gũi thì em cứ khều khều ảnh cái nó mệt đó nha. Mệt đó nha. Mày nó mệt đó nha. Rồi. Mỗi lần rồi đi làm về cái em thì tặng em nằm coi tivi, nằm coi mình. Cái mỗi lần cái vợ dọn dẹp, rửa ăn cơm, rửa chén rồi xong cái lại võng thì 2-3 cái đó ghế rồi cũng đó. Không ngồi cứ lại ngay cái võng của em nằm trèo lên ngồi. Cái em nhìn vậy cái nó cho ngồi miếng, nó chứ võng quá trời sao không ngồi lại lên ngồi thì ngồi miếng cho có tình cảm. Nói ơi hôm nay mệt đó nha. Bây giờ em nhìn em vậy cái buồn. Dặn sao cái bỏ vô phòng ngủ, coi tivi xong vô ngủ thì thấy vợ em ngủ rồi, cũng nằm sát vô ngủ rồi ôm với ôm ngủ. Cái xem mà ra cái nói em ngủ không biết quay qua ôm vợ cái hung tráng vợ chút vợ cũng ngon vậy cái rồi đó, mình sợ vợ đang ngủ mình đụng vợ giật mình vậy. Cái hở ra cái nói chồng vô tâm, mình không thương vợ gì hết. Rồi giờ vậy tuần mệt mấy ngày. Chắc ảnh trèo lên tụt xuống trụ điện ảnh mệt riết. Tuần kia ngày nào cũng mệt rồi sao được. Vợ mới 26, chồng 30, 30 là cái tuổi này ấy lắm mà. Đúng anh, không? Chắc anh không biết giải không nữa. Đúng rồi, tuổi này nó hừng hực á. Mệt giỏi nè. Rồi em á, mỗi lần mà chồng em cứ bỏ em một cách vô tâm vậy á, em buồn không? Dạ buồn chứ chị. Mới thời gian đầu cưới về á, thì khoảng một tháng á, rồi anh cứ đi nhậu hoài, một tuần 7 bữa cho anh nhậu hết 5 bữa đó. Em ở nhà em ăn cơm với ba mẹ chồng. Cứ ăn cơm xong rồi dọn dẹp xong rồi cái coi tivi xong rồi cái tới giờ cái đi ngủ, tới giờ em buồn ngủ thì ảnh lại về. Em thấy vợ nói vậy em có cảm thấy là tội nghiệp vợ không? Trời chứ gì mới cưới người ta mà tuần 5 ngày dục nhà rồi còn 2 ngày kia thì lo chơi game với coi tivi xong ngủ. Ảnh hay lắm, cứ bạn bè gọi nhậu cái là ảnh đi liền. Còn vợ nói chồng ơi bữa nay chồng có rảnh không? Chưa biết, để coi. Chứ không bao giờ mà chồng rảnh. Mà bạn bè điện cỡ nào cũng rảnh hết đó. Chị mà là gian là nãy giờ là chị phải nói cái gì đó để cho mai nó đỡ buồn chứ. Chị thấy nếu chị mà là em chị buồn lắm. Trời ơi, khoảng thời gian đầu tiên là em khóc suốt luôn chứ. Mà anh này hả, hồi đó yêu thì còn dỗ, chứ giờ cưới về khóc kệ đời, khóc như nào hết, khóc thôi. Mà em giả bộ em càng khóc lớn thì ổng ngủ càng ngon sao. Anh để vợ khóc chứ, tại mấy lần hồi đó khi yêu nhau biết mà cứ càng dỗ càng khóc nên hà đừng dỗ, để cho khóc đi rồi sáng mai hỏi sao khóc. Nhưng mà hỏi vậy thôi chứ biết câu trả lời rồi, nhưng vợ hỏi trả lời cũng biết, tại vô tâm nên vợ khóc. Rồi giờ sao? Nói vợ đi. Đi làm gì, làm gì nói đi làm với công việc đồ thì cũng tranh thủ về sớm phụ vợ nấu cơm rửa chén đồ phụ vợ. Lúc cưới vợ thì có hứa vợ là người nấu cơm, người rửa chén hay nấu đồ ăn gì đó phụ vợ. Bây giờ thực ra mà nói á, cái điều mà em cần phụ nhất với lại vợ em á là hùng hạp lại mà sanh đứa con cho nó vui nhà vui cửa được. Nói với vợ đứng lo anh đi, người ta nói nãy giờ mà còn cười hoài à. Chương trình này chồng xin lỗi vợ, chồng sẽ cố gắng phụ vợ nhiều hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn, yêu thương vợ nhiều hơn để vợ bớt gánh nặng trong gia đình và yêu thương chồng hơn. Chồng có món quà để tặng cho vợ. Hả? Cái gì đây? Trời ơi, bữa nay gặp mấy ông chồng ga lăng ha. Tặng cho vợ món quà chúc vợ luôn hạnh phúc hơn bên chồng. Hứa cái chính đi. Chính đi. Cái tiền đầu. Dạ, tại em hứa với vợ
Hứa với vợ là hắn sẽ bớt nhậu lại đặng có em bé. Đúng rồi. Yên tâm đi, lên đây ngồi là sẽ có nha. Rồi, đêm nay thăng hoa nhé. Thôi, cảm ơn hai em. Vâng, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không phải đồng hương luôn. Yên Bái. Không phải chi mà Bắc Ninh á là đồng hương. Coi như đồng hương. Không chừng là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ, và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Vậy hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức, dạ, vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Dạ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? Rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó, thì Sĩ Hạnh đó đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái. Lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Thì số gì vậy? Số gì vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Rồi sao bây giờ khai vâng, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại và em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 vâng, tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì được 21 tuổi thì đúng ạ. Con giỏi vâng, con 19. Dạ, 18. Vâng ạ, đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu lắm trên 10 năm rồi. Dạ, vâng, đúng không? Vâng. Nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn, phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cổ ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt, kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Gặp tình cờ đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà? Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn là. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn, bởi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản ấy. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần chắc trắng áo xanh da hơi trắng quần trắng vâng quần trắng lại đấy cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng nó rất là tố cáo nhau ấy. Thì con thấy mà con vẫn ok vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là
như thế nào? À, lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, thì ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi. Sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ, có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. À, có nghĩa là tạo nét đó, đúng không? Tạo nét. Nhưng mà con bé kia là rất cá tính à. Nào. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian. Thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng tí nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Anh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nữa. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền chẳng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả không. Tiền là mạnh anh ấy trả hay sao? Không ạ, là anh bao, nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh rén, trả tiền rén. Vâng rén. Đến khi mà nhưng yêu mà nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, tiền nói nhiều là hay tiền ít sau này ạ? Nó nói là tí xíu tí nữa sẽ chia sẻ. Vâng, giờ chưa, hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa tiền. Là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít. Vâng. Con lúc đấy là đúng thật là cắt. Đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đấy có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Về okay, tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thì tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Thì đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Di Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thì tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái. Mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à?
Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, có thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, con quay xe. Con cũng hơi chán rồi. Con định, Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ. À, đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó. Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi một cách vô vọng. Thì đó, em nói cho nên đâu có đã nư được. Gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn. Đúng. Có đúng không? Đó. Đúng rồi. Cho nên là về. Đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi lại. Ok, cái đó là hiểu. Dạ. Hiểu là nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác. Dạ. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó. Đúng ra thì gặp cô này phải giằng mặt cổ cái không có đã nhưng mà sao lại về để nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xem chở chị Thúy Nga đi được gặp vợ em. Thực ra theo con thì sao nè? Theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp tục quay xe ngược lại, quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này, đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cô lắm. Không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con, xong vợ con vợ con hỏi lại. Xong vợ con hỏi đi lại gì muốn anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Đó là con nói câu gì? Thì con kể thế gì nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra, nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn. Đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ... Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á. Xong lúc đó con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi. Tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ, nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy. Mắt kiểu lúng túng luôn ý. Rón rén. Rón. Mắt cái lúc mở lên, lúc cụp xuống. Nhìn này xong lại cụp xuống. Đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi, đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau. Thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu,
yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế là anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thật ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần à. Sang một đêm thôi, ra sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ. Đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thì đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi. Nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa tại sao tóc? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đúng không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là đôi khi nói ra thì buồn cười nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu, nhưng mà tình cảm thì là nó đang ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà do là phong thủy phong thủy. Đúng rồi, trời, nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh và nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ hôm từ sau khi thế xong, đi xong chơi đấy, thì có để ý cái bóp tiền có chưa? Có, bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Xong rồi tiếp, sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 500 mỗi lần vậy là yêu thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Thế anh ơi, nghĩa là cô gái này á có mỗi ngày à, là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là bởi vì mình chính là người chọn, mà thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng, rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, vâng. Mấy bé rồi? Hai bé, con có hai bé rồi. Bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Năm rồi. Bé 5 tuổi với 6 14 tuổi. 14 năm chứ ạ? Vâng 14 năm ạ. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió yêu nhau lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng. Thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Hồi đấy sốc quá. Phải rất sốc và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là
hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó, con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ, thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần, và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả, chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này, anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con, thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô, gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì có thể đợi cảm giác là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Con đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ đợi anh lại, đúng không? Con quyết tâm, con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con. Sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân hơn bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, là con làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích, cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý hay như nào mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn. Bắt đầu lại quay xe. Sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em
sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế? Không, con bảo là tức ếch là đậu trên rất, cái lá sen. Rất là chê. Cô Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là dạ. con làm ở đâu? À, lần một thì con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá. Và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Nó là một cái trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp tí cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Bởi mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái không mãi xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần nào lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi sang Hàn Quốc làm.